điều tra nghi án thiếu nữ sinh năm 2008 bị cha dượng và bác làm bậy. Quân idol cùng ba đàn em nhận án tử hình. Gia đình nạn nhân vụ ô tô cắn người ở Đồng Nai, mẹ không kịp gặp con lần cuối. Vụ nổ nhà ở Nghệ An lại phát nổ khi dọn dẹp khiến hai người bị thương. Kinh hoàng clip xe buýt bay xuống mương nước sau va chạm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là những tin trình sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, lãnh đạo huyện Hạ Hòa Phú Thọ cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Một nữ sinh sinh năm 2008, tố cáo bị chính cha dượng và anh trai của người này nhiều lần ép làm chuyện người lớn. Ngày 29 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa cho biết, Công an sở tại đang điều tra vụ thiếu nữ sinh năm 2008, nghi bị bố dượng và anh trai của ông này nhiều lần dở trò bất chính. Nạn nhân là em PTHG, ngụ cùng địa phương. Theo thông tin từ gia đình, bố và mẹ của G ly hôn khi em còn nhỏ. Sau đó, mẹ em đi bước nữa với một người đàn ông ở cùng địa phương. G ở cùng mẹ và sau đó bị bố dượng và anh trai của ông ta nhiều lần ép làm chuyện người lớn. Sau khi phát hiện vụ việc, hôm 18 tháng 8 vừa qua, gia đình đã đưa G đến công an xã trình báo theo trình báo của gia đình, em G bị hai đối tượng làm bậy từ nhiều năm trước và lần gần nhất là hôm mùng 7 tháng 8. G tiếp tục bị bố dưỡng ép phải quan hệ. Lãnh đạo xã xác nhận người trình báo và nghi phạm là công dân ở địa phương. Công an xã sau khi tiến hành các bước điều tra ban đầu đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện Hạ Hòa tiếp tục điều tra làm rõ. Để trả giá cho những lần vi phạm pháp luật tài đình và bản tính ngông nghênh, côn đồ, đối tượng quần hai đồ cùng ba đàn em thân tín đã nhận bản án tử hình từ hội đồng xét xử trong phiên tòa diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 8 mới đây tại Quảng Trị. Chiều 29 tháng 8, hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quốc Quân cùng 8 đồng phạm sau 2 ngày xét xử. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Quân, tức Quân Idol, mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 1 năm tù về tội đe dọa giết người, 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình đồng thời phạt bị cáo 700 triệu đồng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cùng tội vận chuyển trái phép chất ma túy, các bị cáo Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh bị tuyên phạt tử hình. Bị cáo Lê Thị Lệ bị tuyên phạt 200 triệu đồng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 5 đến 15 năm về các tội bắt giữ người trái pháp luật, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Quốc Quân có 4 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, quân nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội. Cụ thể ngày 17 tháng 8 năm 2021, quân Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh có các hành vi giả danh cán bộ công an đe dọa, ép buộc các anh Võ Việt Linh, Cao Xuân Thành và Nguyễn Ngọc Chiến đưa lên xe ô tô 74A-12032 do quân điều khiển để đưa về nhà quân để làm rõ hành vi ném đá vào nhà mình. Sau đó, quân Mạnh Cường có hành vi chửi, đe dọa, làm cho các bị hại không dám phản kháng. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, quân Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 10 kg ma túy loại ketamin thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Trung là cán bộ công an do hỏi thông tin về các hành vi phạm tội của mình, nên Nguyễn Quốc Quân đã thực hiện hành vi đe dọa lấy mạng cả nhà, làm anh Trung lo sợ phải thay đổi lối sống sinh hoạt của bản thân và gia đình. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023, với mục đích hưởng lợi, Nguyễn Quốc Quân nhiều lần cho 6 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay gần 14 tỷ đồng, lãi suất cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao theo quy định tại khoản 1 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tổng tiền gốc đã nhận hơn 10 tỷ đồng, tiền lãi đã nhận hơn 1 tỷ đồng. Quân đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 865 triệu đồng. Được biết nhiều năm trở lại đây, chúng giang hồ quân idol nổi lên như là một hiện tượng nổi tiếng về độ giàu có và ăn chơi xa hoa. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, chiều 29 tháng 8, bên trong nhà quan chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, nạn nhân vụ ô tô tải cán tử vong ở Đồng Nai, đang làm lễ cầu siêu cho anh. Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp nhà quan khiến nhiều người có mặt không nén được xúc động. Bà Đinh Hà, 65 tuổi, mẹ của anh Tô Hoàng Dũng rơm rớm nước mắt khi nhớ lại thời điểm nghe tin con trai bị tai nạn. Bà Hà nhớ lại, khoảng gần 13 giờ trưa hôm qua, đứa cháu hàng xóm ở Bình Dương gọi cho tôi bảo Cô ơi, anh Dũng bị tai nạn ở Đồng Nai mất rồi. Lúc đó tôi buồn rụn hết chân tay. Bà Đinh Hà có ba người con, anh Dũng là con trai lớn, làm thủ kho ở một công ty ở Bình Dương. Mức lương chưa đến 10 triệu đồng của anh Dũng là nguồn sinh hoạt chính của hai mẹ con. Ngoài ra, hàng tháng anh Dũng còn trích một phần lương để chu cấp cho vợ cũ và con nhỏ. Một tháng trước, bà Hà tạm biệt anh Dũng để lên thành phố Hồ Chí Minh sống cùng hai con trai nhỏ trong thời gian trị bệnh. Bà Hà nghẹn ngào, mới mấy ngày trước tôi còn nói với Dũng là con ơi, thứ bảy này thằng Duy sẽ chở mẹ đi khám chấn thương cột sống, qua tuần tới mẹ sẽ về với con. Vậy mà chưa kịp đi khám thì tôi nghe tin con mất rồi. Ngay sau khi nghe tin anh Dũng mất, anh Tô Hoàng Đức, em trai nạn nhân, tức tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để nhận xác anh. Tôi thấy ba lô anh mang theo bên người có túi đựng hồ sơ xin việc. Lúc đó tôi mới biết anh trên đường đi Đồng Nai xin việc về thì gặp nạn. Khoảnh khắc nhìn thấy clip xe tài hai lần cán lên người nạn nhân, anh Tô Hoàng Đức bật khóc. Nỗi đau đớn càng nhân lên nhiều lần với gia đình tôi, khi nhìn thấy hình ảnh hai lần anh bị xe tải cán qua. Tôi chỉ mong pháp luật vào cuộc làm rõ vụ việc này. Chị Nguyễn Thị Phương Dung, vợ cũ của nạn nhân, cho biết dù hai vợ chồng ly hôn nhưng vẫn hay gặp mặt để cùng lo cho con. Ngoài ra hàng tháng, anh Tô Hoàng Dũng cũng đều đặn liên lạc để gửi tiền tru cấp cho con. Chị Dung xúc động, lần gặp gần đây nhất là hồi Tết này. Anh Dũng lên thăm con và ở lại một đêm mới về. Nay anh mất rồi, không biết cuộc sống sắp tới của mẹ con tôi thế nào liên quan đến vụ nổ nhà dân khiến cặp vợ chồng tử vong thương tâm ở Nghệ An. Trong quá trình dọn dẹp hiện trường, hai người khác cũng đã bị thương nặng do vụ nổ tương tự. Điều đáng nói, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra trong 3 ngày qua đã khiến người dân xóm Quyết Tiến sống trong tâm trạng hoang mang lo sợ. Chiều 29 tháng 8, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xác nhận, một vụ nổ tiếp tục xảy ra tại ngôi nhà của ông Hoàng Văn Quy, 57 tuổi, trú tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, Thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 8. Thời điểm này, có một máy múc và ô tô tải đang dọn đống đổ nát của vụ nổ xảy ra hôm 27 tháng 8. Vụ nổ khiến tài xế lái máy múc và tài xế xe tải bị thương. Cả hai nạn nhân ngay lập tức được đưa đến cơ sở y tế. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, căng dây bảo vệ, không cho người dân vào để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Theo người dân địa phương, sức công phá từ vụ nổ khiến nhiều nhà dân xung quanh hư hỏng nặng. Cửa kính vỡ vụn, đồ đạc văng tung tóe ra lòng đường quốc lộ 48. Điều đáng nói, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra trong 3 ngày qua đã khiến người dân xóm quyết tiến sống trong tâm trạng hoang mang lo sợ. Trước đó vào 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8, khi người dân địa phương đang chuẩn bị bữa tối, bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Hoàng Văn Quy. Ngay sau đó, người dân chạy đến nơi phát ra vụ nổ. Tại hiện trường, Ông Quy và bà Hoàng Thị Hát, sinh năm 1975 vợ ông Quy, được xác định đã tử vong. Căn phòng bếp rộng chừng 30m2 của gia đình ông Hoàng Văn Quy bị đổ sập từng màng. Phần mái tôn của khu nhà bếp bị thổi tung ra vườn, một phần tường nhà bếp đổ sập, nhiều vật dụng trong khu bếp bị hư hỏng, xáo trộn. Sức ép của vụ nổ khiến nhà hàng xóm bên cạnh cũng bị hư hại, cửa sổ và cửa kính vỡ, xe bán tải đậu ở gara bị nứt kính trước. Theo người dân ghi nhận mùi khét ở khu vực xảy ra nổ, bình ga trong bếp vẫn còn nguyên vẹn nên có thể loại trừ khả năng nổ bình ga. Sự việc sau đó được công an huyện Quỳ Hợp và công an tỉnh Nghệ An phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Được biết, gia đình ông Quý có 3 người con nhưng đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Trong đó một người đi làm ăn ở nước ngoài, một người sống ở thành phố Vinh và một con trai sống gần đó. Bình thường, hai vợ chồng ông Quý mở quán bán đồ ăn sáng tại khu vực gần chợ bãi, trung tâm xã Tam Hợp. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người dân cũng không ghi nhận điều gì bất thường tại đây. Hiện, công an huyện Quỳ Hợp và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chuyển đến tin tức về giao thông. Tối ngày 29 tháng 8, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau cú tông kinh hoàng, chiếc xe buýt lao xuống mương nước và lật ngang, rất nhiều người đã nhanh chóng giải cứu các nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải và xe buýt tuyến 101XX chạy với tốc độ nhanh đã tông vào nhau ở gần một ngã ba tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa. Tối cùng ngày, clip và hình ảnh vụ tai nạn đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Qua đoạn clip cho thấy, cú tông kinh hoàng đã khiến chiếc xe buýt bay xuống mương nước lật ngang và bị hư hỏng nặng, nhiều người bị thương. Bước đầu xác định, tai nạn xảy ra ở điểm gần cuối bến xe buýt, trên xe còn nhiều hành khách. Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng có khoảng 20 hành khách trên xe buýt thời điểm xảy ra tai nạn. Lãnh đạo xã Kim Đường cho hay, chưa nắm được thông tin cụ thể về số hành khách trên xe buýt. Theo vị lãnh đạo xã, khi xảy ra tai nạn, xe cứu thương đã đến hiện trường và đưa nhiều người đi cấp cứu nhưng không rõ thương vong. Lãnh đạo công an xã Kim Đường cũng xác nhận vụ tai nạn, nhưng chưa tiết lộ số người bị nạn và nói rằng mọi thông tin đã được công an huyện Ứng Hòa nắm bắt xử lý. Hiện nguyên nhân và số người gặp nạn đang được làm rõ. Quý vị thân mến, trước nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều bến xe trên địa bàn Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp vận tải sẵn sàng phục vụ tốt nhu cầu của hành khách đi lại dịp này. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9. Đây là kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày trong năm, nhu cầu đi lại các tỉnh vui chơi của người dân tăng cao. Từ chiều ngày 29 tháng 8, không khí vận tải khách nhộn nhịp hơn thường ngày. Trong sân các bến, xe đi các tỉnh được tề tựu, một bộ phận hành khách bắt đầu có nhu cầu sử dụng đi lại về các tỉnh. Nhà xe Hải Trung đi Hải Hậu Nam Định cho biết, đến thời điểm này, doanh nghiệp đã huy động thêm nhân viên, sẵn sàng đón thêm lượng khách đông hơn với giá 100.000 đồng một vé như ngày thường. Nguyên nhân nhà xe không tăng giá vì giờ người dân có nhiều lựa chọn đi lại nên cần giữ bình ổn giá để thu hút khách. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 20.000 khách một ngày, tăng 350% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến từ 850 đến 900 lượt xe một ngày. Khách tập trung tăng chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Ông Trịnh Hoài Lam, phó giám đốc bến xe nước ngầm cho biết, dịp lễ Quốc khánh, bến xe đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ngay tại khu vực bến xe. Trong các ngày cao điểm, bến đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên trực 100%. Để đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong ngày hôm nay ở các bến xe, Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm đều được lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra soát từng phương tiện. Tại bến xe Nước Ngầm, các đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị tăng cường 100 lượt xe một ngày để phục vụ người dân đi lại trong những ngày cao điểm. Trong trường hợp xe không về bến kịp giờ, Bên xe sẽ bố trí xe tăng cường để giải tỏa hành khách kịp thời, không để xảy ra ùn ứ trong khu vực bên xe. Thưa quý vị, cuối mỗi chương trình như thường lệ sẽ là tin tức về tình hình thời tiết các vùng trên cả nước. Thưa quý vị, lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã cần kề. Không ít gia đình lựa chọn đi chơi xa hoặc về quê trong dịp nghỉ lễ dài ngày này. Trong những chuyến đi xa, thì thời tiết luôn là vấn đề được lưu tâm nhất. Sau đây mời quý vị đến với thời tiết dịp mùng 2 tháng 9 trên cả nước. Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, các tỉnh miền Bắc trời nắng, đồng bằng và trung du Bắc Bộ oi nóng, vào chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ vài nơi. Riêng chiều tối 31 tháng 8 có mưa rào dài rác. Nhiệt độ cao nhất những ngày này ở vùng núi từ 31 đến 33 độ, ở đồng bằng từ 32 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội ngày 31 tháng 8 trời nắng, chiều tối có mưa dài rác, nhiệt độ trong ngày từ 26 đến 34 độ từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 9 trời oi nóng, ít mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 34 độ. Sapa trong 4 ngày nghỉ thời tiết khá dễ chịu, ban ngày trời nắng, riêng ngày 31 tháng 8 có thể xuất hiện mưa rải rác với xác suất khoảng 75%. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 22 đến 24 độ, về đêm trời se lạnh từ 17 đến 19 độ. Hạ Long trong hai ngày 31 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 trời nắng gián đoạn, có mưa rào và rông rải rác với xác suất trên 70%. Hai ngày mùng 1 tháng 9 và mùng 3 tháng 9 trời nắng ít mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 31 tháng 8 trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Trong 3 ngày tiếp theo trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rông cục bộ vài nơi. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày 31 tháng 8 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 9 trời nắng với nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Vào chiều tối khu vực này có thể đón mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quy Nhơn trong kỳ nghỉ lễ trời nắng ít mưa, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Riêng chiều tối ngày 3 tháng 9 có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác với xác suất mưa trên 70%. Tại Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, 4 ngày nghỉ lễ thời tiết nắng gián đoạn vào ban ngày chiều tối có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với xác suất mưa 75 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên trong suốt 4 ngày nghỉ lễ duy trì thời tiết trời nhiều mây, buổi sáng và trưa có nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ trong ngày dao động từ khoảng 19 đến 30 độ. Tại thành phố Đà Lạt, 4 ngày nghỉ lễ trời nhiều mây, sáng và trưa nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rông nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, vào đêm trời lạnh nhiệt độ xuống 15 đến 17 độ. Khu vực Nam Bộ 4 ngày nghỉ lễ duy trì thời tiết trời nhiều mây, buổi sáng và trưa có nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ dao động trong ngày từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ 4 ngày lễ có mưa vào chiều và đêm với xác suất 80 đến 90%, cục bộ có mưa vừa, buổi sáng và trưa nắng gián đoạn, Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, riêng Cần Thơ 29 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.